chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin cập nhật lại cái chậu lan hồ điệp. Hôm trước em có chia sẻ với cô chú anh chị tưới canxi bo cho nó. Mới có mấy ngày thôi mà ngọn hoa nó phát triển rất là nhanh. Hôm trước cái ngọn hoa này chỉ được mới 3 phân thôi, xíu xì à, mà hôm nay nó phát triển rất là nhanh luôn, tới mười mấy phân rồi. Mà mới có mấy ngày thôi cô chú anh chị thấy nó phát triển rất là tốt. Cây nó có lực, nó khỏe, ngọn hoa phát triển rất là nhanh. Mà ngọn hoa phát triển nhanh á, thì nó đậu nụ rất là tốt. Đó, bộ rễ của nó rất là khỏe. Chứng tỏ là cái canxi bo này nó rất tốt cho hồ điệp đang ngồng. Thì em cũng có chia sẻ với cô chú anh chị rồi đó. Mùa này mình chăm sóc lan đơn giản thôi để cây nó hạn chế bệnh. Rất là đẹp luôn á. Hôm đó cái ngọng bên đây này, cây nó yếu yếu, cái ngọng này nó mới nhú bằng cái hạt là, nói chung nó mới nắt ra thôi mà em tưới thêm canxi bo hôm nay nó cũng phát triển rất là tốt. Đó, rất là tốt luôn đó cô chú anh chị. Bộ lá thì đẹp lắm. Em này thì rễ rất là đẹp luôn. Thì cái canxi bo đó em pha loãng lắm cô chú anh chị, em pha tỷ lệ là có 1 ml trong 1 lít nước thôi. Nhìn cây rất là đẹp. Mình tưới canxi bo ngoài tác dụng là phát triển ngọng hoa thì nó còn tạo ra bộ lá đẹp nữa. Nó có canxi nó sẽ giúp lá cứng cáp hơn, đẹp hơn, giúp cho cây khỏe mạnh hơn và rễ thì phân nhánh. Rất là hay luôn á. Hôm nay em chỉ tưới nước thôi cô chú anh chị. Em thấy cái ngọng hoa nó đẹp quá thì em cập nhật tình hình cho cô chú anh chị tham khảo, để nếu mà cô chú anh chị có thêm lịch sự lựa chọn khi chăm sóc những cái ngọng hoa hồ điệp của mình, để cho ngọng hoa nó phát triển tốt hơn. Vì cái canxi bo đó thì nó cũng rẻ thôi, nó có mấy chục ngàn à, nhưng mà mình dùng được rất là nhiều, rất là nhiều, để dành dùng được rất là nhiều luôn á. Những cái cây lan hồ điệp nhà mình nó ra hoa, hoặc cây dendro nó ra hoa thì mình chăm sóc nó, em tạo rêu cho nó này cô chú anh chị. Chậu này em mới trồng, hoa đẹp lắm, hoa đẹp mê hồn luôn, em sưu tầm được. Khi những bông lan hồ điệp nhà mình nó đẹp như ý muốn của mình rất là thích luôn. Đặc biệt là mỗi khi giải trí, cô chú anh chị có thể ngắm những bông hoa nhà mình nở, rất là vui. Đó, mùa này thì nhà em vẫn có hoa. Đây, đó là những cây em mới trồng thôi, còn đây là cây em trồng lâu rồi nè cô chú anh chị. Tuy không đẹp lắm nhưng mà bộ lá cũng rất là cứng cáp, và lá ngọn thì cứ ra đều đều vậy đó. Đó, lá nhỏ xí nhưng mà đã lên lá ngọn rồi, và nó đang có con nha cô chú anh chị. Đó, nó có con đấy. Cái tím nó không phải là bị bệnh đâu mà cái lá sọc của nó đấy. Những cái lá sọc đó là bông hoa nó hay sọc, ví dụ như đây là bông của nó này. Mới hé hé xong rồi cô chú anh chị. Đó, rất là hay luôn đó nha. Cái nụ này là nụ bị ruồi vàng chích này. Đó, khi nhà cô chú anh chị mà xảy ra hiện tượng như thế này là nó đã bị ruồi vàng chích này, hoặc là bị ong đục nụ. Đó, nhà em nó có rất là nhiều ruồi vàng luôn á. Cái này em sẽ ráng chăm sóc làm sao mà để cho hai con này nó phát triển tốt luôn. Em không có tách ra, mẹ của nó lá tuy nhỏ nhưng rất là cứng. Đó, rất là cứng luôn á, nhưng nó chưa có hoa. Năm ngoái nó có hoa rồi nhưng năm nay thì chưa có hoa. Đó, thằng này nó cứ tiếp tục đẩy hoa ra nè cô chú anh chị. Đó, rất là hay luôn. Mình lại ngắm lại cái chậu này đi. Em rất thích cái chậu lan như thế này thì em đã tạo rêu tạo ẩm cho nó rồi, em đã cho nó phân tán chậm luôn rồi. Bây giờ việc còn lại là mình chỉ chăm sóc và ngắm hoa thôi. Những cái cây lan hồ điệp nhà mình, nó mà có bông, nó mà có chớp á, là lá nó cũng hay chớp nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị thấy cái lá
ở dưới nó cũng có hơi viền tím, hơi chớp chớp sạc sạc. Nếu mà mình để ý, ít bữa nữa cái lá non nó ra em sẽ quay cho mọi người cùng ngắm. Đó, nó sẽ có chớp và nó nói chung là bông nó làm sao thì lá nó hay thể hiện như vậy. Ví dụ như bông nó màu trắng á, thì lá nó hay màu xanh rì luôn, nó không có lem lem. Còn những cái lá này nó hay có chớp lem lem thì là nó là bông đấy. Đây sẹt sẹt luôn này, cái đầu lá này cô chú anh chị, đó đó đó, nó sẹt hơi tím tím là bông nó cũng sẹt sẹt và đó rất là hay luôn á. Khi mình quan sát quen á, mình nhìn cái lá lan là mình cũng đoán ra được bông hoa rồi. Nhà em có một cái chậu lan hồ điệp mà nó bông nó đẹp lắm, và nó đang giờ bây giờ thì nó đang có nụ, ít bữa nữa nó nở, em sẽ mời mọi người quan sát. Nhà em bông hoa hồ điệp là quanh năm nha cô chú anh chị, chứ không riêng gì dịp Tết đâu. Đó, rất là hay luôn á. Đây là dàn lan trên nha, mấy hôm rồi em chưa quay video dàn lan dưới nữa. Đẹp lắm, bộ lá đẹp, bộ rễ đẹp, rất là đẹp luôn á. Đó, bộ rễ của nó đó cô chú anh chị. Lá cây này thì lá rất là to, lá to lá nhỏ là tùy theo cây, tùy theo giống đó. Ví dụ như thế là có những giống lá nó rất là to, lá to như lá sen ấy, nhưng mà có những giống thì lá nó nhỏ. Khi em trồng thì nó đã ra thêm được 3 lá, giờ là thêm lá thứ 4 luôn rồi mọi người. Đó, mới có từ Tết tới giờ thôi. Từ trong Tết tới giờ lúc đó nó chỉ mới lá nó mới có tới đây à. Em trồng nó đã ra thêm rất là nhiều lá. À, cô chú anh chị nhìn lá rất là khủng luôn đúng không? Rồi chắc em xin dừng video ở đây thôi. Chúc cô chú anh chị ngày mới an nhiên.